Ôi, chào em bé, em tên gì nè? Rồi, hôm nay là em trở thành người cá. Chúc mừng em. Giờ là không có bắt tay kiểu người thường nữa, chỉ em bắt tay kiểu người cá nha. Giơ tay kia lên rồi. Thế này. Bắt tay kiểu người cá nè. Vẫy đuôi giống như cá đang bơi nè. Rồi, em học lớp mấy rồi? Thì hẹn em tại câu lạc bộ tiên cá cuối tuần nha. Đến đó Tiêu hướng dẫn em bơi căn bản. Em biết bơi chưa? Rồi, biết bơi sơ sơ vậy tốt rồi. Biết bơi kiểu gì rồi? Quá tốt ha. Vậy tới đó mình sẽ làm quen với những bạn người cá mới cùng sở thích với em nè. Rồi chúng ta sẽ chơi với nhau. Rồi chúng ta cũng có nhiều cái sự kiện đi bảo vệ thiên nhiên và động vật á, thì mình làm người cá thì mình phải hướng đến thiên nhiên và động vật ha. Rồi, bye bye anh Thư. Ồ, em của em nữa hả? Thêm một em này nữa hả? Người cá nữa hả? Bây giờ em cũng này chuẩn bị trở thành người cá đúng không? Wow, hai chị em người cá. Rồi bây giờ tôi phải đi dạy bơi người cá cho một bạn khác rồi. Nên tạm biệt hai em nha. Hẹn gặp lại ở câu lạc bộ tiên cá. Great, nice to meet you. Nice to meet you. And you know, if she already know how to swim, yeah. I saw. So for her maximum 1 week, she know how to do like this. For my girl, 4 days, they do this already. So you have to buy the. Yeah, and he make it. So you don't need to go to buy. You just need to do a measurement. And how much is it? The. 1.8, 2 million something. Yeah. Maximum. Less than $100. Okay. And then the class, how the much class, cái lớp là bao nhiêu ta? Just to know how to. Two million. Two million for the class, yeah, and then million. 2 million for the dress. Okay. Yeah, yeah, okay. Maximum. I'll talk to my wife and I'll let you know. Thank okay. you. Yeah. Excuse me, what's your name? Luna. Luna, L-U-N-A, right? Luna. Vậy là thêm một người cá mới tên Luna nữa.